Bận. Chú ơi, cô ơi. Tâm thì cháu có nói luôn là cháu đã làm theo cái tâm, cháu đã gọi gia đình rồi. Có tin cháu không, cháu đã nói thật đầu kia là cháu đã bảo là cái ngôi mộ kia là gia đình, có tin cháu không thì cháu mới chỉ, còn nếu không thì thôi. Còn bây giờ gia đình hai nghĩ là hai cái ngôi này là không có đâu. Nhưng mà cái cốt nó không hài ấy. Lộn khổ quá. Có thể là lộn cái bản nhân nhân, gắt lộn chỉ nhân nhân, bị nhắc nhân nhân chứ em. Cháu nói này nè, xin phép gia đình thông cảm với cháu, bởi vì cháu đã ra đến đây rồi. Đúng rồi. Cháu phải nói cho nó đúng tâm. Còn bây giờ nếu không đúng tâm, tức là cái gia đình cũng không nghĩ cái này là ông già nằm chỗ này nữa. Nhưng mà tại thấy bản mình cứ tại thấy cái bản mình rồi mình lên mình khiếu nại nó nói là cái này là đúng. Đó, anh hiểu không? Chứ gia đình á chứ gia đình á cũng không không tin là chỗ này nữa. Nó, cháu nói này này, gia đình là... cháu tin cháu hay không thì thằng Năm thắp ngôi mộ kia cho cháu. Rồi rồi rồi. Nếu mà có tâm thì cứ thắp hết, thằng nào thắp hết thôi. Thế nhưng mà cái kia mới là theo cô cái kia mới là đúng. Theo cháu cái tâm, cháu đi lấy mộ để chị, cháu đã bảo là cháu phá giới. Cháu đi vào cho chị này, cháu rất khổ, cháu không thích vào tìm những ngôi mộ là làm nâng như này đâu. Cháu nói các chú, cô chú đấy, vì cháu nghĩ rất thương bác là từ Bình Dương bác lên trên cô nói chính xác đấy, cô yên tâm, cô nói là chính xác, không có sai. Em là không thích nhiệm ha. Cô lên rừng, cô phải lấy được về đây, còn đây cô không thích nhiệm.